Huy sẽ cho đó ca khúc đó chính là Sao Em Biết Người Rời Đi Không Buồn. Bởi vì Huy đã bật mí khán giả đó chính là trong khoảng thời gian này Huy sẽ dồn toàn tâm toàn trí vào trong âm nhạc, vì thế là Huy sẽ cống hiến hết mình cho âm nhạc trong năm nay. Nói chung là ba MV ngày hôm nay thì trong thời gian gần đây thì Huy cũng đã cho ra mắt ba MV, thế là nhận được rất là nhiều những phản hồi của khán giả và Huy luôn lắng nghe và tiếp thu tất cả những ý kiến đó. Ví dụ như bài là Luôn Mở Tâm Trí thì Huy theo một cái phong cách nhạc của Vương Tú, đó là một phong cách nhạc nó đã đặc thù rồi. Và tiếp theo đó chính là Tất Cả Đứng Im thì cũng nhận về rất là nhiều ý kiến trái chiều là bài hát này nó không phù hợp với Huy, hoặc là giai điệu nó hơi khó nghe, hoặc là nó chưa đúng thời điểm lắm, thì Huy tiếp tục là lắng nghe những ý kiến đó và tiếp tục cho ra mắt một bài hát nữa. Thì bài hát này là sở trường của Huy, chính là pop ballad, và hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ lắng nghe bài hát thứ ba này của Huy. Đạo diễn cho MV này của Huy đó chính là Huy sẽ được cộng tác với lại Trái Đào, là một những người đạo diễn rất quen thuộc với Huy ở những hai MV, đó chính là 72 Vết Thần Thông nè, rồi một MV Lỗi Của Anh nữa. Huy rất là vui mừng khi được cộng tác cùng với lại nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng và cha đẻ của ca khúc Rời Bỏ của ca sĩ Hòa Minzy, cũng như là một bạn diễn mới đó chính là Amandine người Pháp. Huy sẽ chọn ngày mắt đó chính là vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2022. Hy vọng mọi người cũng sẽ đặt lịch và lắng nghe bài hát mới này của Huy nhé. Bye bye.